Nay máy Hàn Rotech có về một cái máy cắt lát ma mới. Máy này 45A tích hợp máy nén khí bên trong. Thì máy này hiện tại bây giờ là có cái nguồn điện vào là từ 170 cho tới 250V. Máy này thì có thể sử dụng khí nén bên trong máy hoặc là khí nén bên ngoài bình. Đây, nếu với khí nén ngoài bình thì mình lấu vào đường này. À, hai quạt giải nhiệt cực tốt. Đây đây là mặt điều khiển của máy. Đây là nút chuyển khí, này là khí bên trong máy. À, còn khi mình bấm xuống thì sử dụng khí bên ngoài máy. Nút này là nút chỉnh volume ampe. Đây là đồng hồ báo điện áp áp lực của khí nén, nhưng mà chỉ có tác dụng khi mà mình sử dụng khí nén bên ngoài. À, và đây là núm điều chỉnh áp lực khí và cũng có tác dụng khi mà chỉnh khí nén sử dụng bên ngoài. À, đây là cái đầu nối mỏ cắt ha. Máy là sử dụng mỏ cắt PT31 theo máy là mỏ cắt EU. À, đây là cái công tắc của mỏ cắt và đây là dây cạch mát. À, đối với công suất của máy này thì máy này cắt đẹp với hép khoảng cỡ 5 đến 6 ly, đó là cắt đẹp nha, nhanh. Còn cắt maximum thì khoảng cỡ 10 ly. Đây, khôi 10 ly. À, bây giờ chúng ta sẽ cắt thử với cái chiều dày cắt 6 ly nha. À, khả năng cắt đẹp của máy là 6 ly đây. À, rồi. Sử dụng khí bên trong máy nè. À, đường cắt đây, cái này mình cắt tay thì thợ cũng chưa phải là quen việc lắm nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt maximum 10 ly nha. Đây là cắt maximum 10 ly nha. Đường cắt này. À, nếu mà các bạn muốn cắt đẹp thì đi chậm chút xíu là sẽ cực đẹp nha. À, ngoài ra thì máy này do là cái máy nén khí nó nằm trong máy nên là khi mở máy lên là không cắt ngay nha. Mình để cho máy nén khí nó chạy khoảng cỡ 15 đến 20 giây. Bao giờ máy nó khí ngừng thì bắt đầu lúc đó là đủ áp mình sẽ cắt được nha.